Vòng sơ khảo cuộc thi đỉnh cao âm nhạc vừa diễn ra tại miền Trung và miền Nam, quy tụ gần 100 gương mặt tiềm năng ở cả ba dòng nhạc đang thịnh hành: dân gian, bolero, nhạc nhẹ. Dù năm nay là mùa đầu tiên tổ chức, nhưng chương trình đã thu hút rất nhiều các đối tượng tham gia với đa dạng các dòng nhạc. Các vòng thi đều mang đến sự hấp dẫn, gay cấn với chất lượng chuyên môn cao. Theo ông Nguyễn Quang Nhã, phó ban tổ chức chương trình, năm nay chất lượng thí sinh ở cả ba miền Bắc Trung Nam đều có nhiều gương mặt mới, trẻ, cá tính, có bản lĩnh sân khấu, bộc lộ tố chất nghệ sĩ. Trong đó, nhiều thí sinh có giọng ca tốt, đầu tư tiết mục kỹ lưỡng, từ trang phục đến cách thể hiện trên sân khấu. Một số thí sinh còn biểu diễn với nhạc công hoặc vũ công, tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả. Chúng tôi chuẩn bị cho cuộc thi này cũng đã rất là kỹ càng, chỉn chu và chuyên nghiệp ngay từ đầu. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ gặt hái được rất nhiều thành công ở tại miền Trung, là sẽ là miền mà chúng tôi sẽ tổ chức cái vòng sơ khảo cuối cùng của ba miền cho mùa 2024 chương trình đỉnh cao âm nhạc. Và hy vọng rằng là tất cả mọi người luôn luôn là quan tâm, ủng hộ và theo dõi chương trình để chương trình chúng tôi gặt hái được nhiều thành công như mong đợi, và cũng tìm được ra nhiều nhân tố có tài, có tâm cho nền âm nhạc Việt cũng như là cho tập đoàn Diamond của chúng tôi. Chương trình đỉnh cao âm nhạc năm 2024 là một chương trình rất là quy mô và chất lượng, được chuẩn bị rất là chuyên nghiệp, và thanh niên rất là mong muốn chương trình này sẽ được lan tỏa thêm nhiều và sẽ tìm kiếm được nhiều tài năng âm nhạc để sẽ là những ngôi sao ca nhạc sẽ tỏa sáng. Ban giám khảo cuộc thi là những nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy, nhà báo Ngô Bá Lục, ca sĩ tiến sĩ Thu Hà, ca sĩ Hồ Quang Tám. Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân là giám đốc âm nhạc của cuộc thi. Ca sĩ Đàm Thủy Tiên là đại sứ chương trình đỉnh cao âm nhạc. Ngoài ra, giám khảo vòng sơ khảo khu vực miền Nam còn có những cái tên đáng chú ý như nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, ca sĩ Ngọc Duy, ca sĩ Diệu Hiền, ca sĩ Thanh Minh. Khu vực miền Trung còn có sự góp mặt của ca sĩ Phi Thúy Hạnh, Á quân Sao Mai 2005 Thanh Yên, ca sĩ Lê Vân. Đỉnh cao âm nhạc năm 2024 này, mình muốn chiến thắng chính bản thân mình, chinh phục được đam mê trên con đường âm nhạc cũng như sự nghiệp ca hát của chính bản thân mình. Khi đó khi mình bước lên sân khấu, một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp như thế này, đấy, nên là mình rất là cảm ơn bố mẹ, mình cảm ơn những người thân xung quanh và cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những người đã tạo ra chương trình này để cho chúng em được thể hiện cái tài năng của mình. Mình đã đam mê âm nhạc từ nhỏ. Cuộc thi này với quy mô lớn, mình đã quyết định đăng ký dự thi ạ. Mình không có gì hơn, mình xin kính chúc tất cả các bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và tỏa sáng ạ. Chương trình đỉnh cao âm nhạc 2024 nhằm tìm kiếm các tài năng ca hát ở ba dòng nhạc đang thịnh hành: dân ca, bolero, nhạc nhẹ, đồng thời tạo bước đệm cho các giọng ca trẻ được theo đuổi đam mê. Đêm bán kết ngày 20 tháng 7, ban tổ chức sẽ chọn ra 24 thí sinh xuất sắc nhất của ba dòng nhạc, mỗi dòng nhạc 8 thí sinh, để tham dự đêm chung kết và trao giải. Đêm chung kết sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh VOV TV, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày 15 tháng 7 tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã phối hợp cùng Bảo tàng Hangu Quốc gia Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức chuỗi sự kiện đa dạng nhằm truyền tải giá trị văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội, Việt Nam. Đây là triển lãm được tổ chức lần thứ tư nhưng là lần đầu tiên tại Việt Nam với chủ đề Hangu, chữ viết tiếng Hàn, với mục đích giúp công chúng có cái nhìn trực quan hơn về giá trị của Hangu thông qua việc hợp tác với các nghệ sĩ đang hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng với video giới thiệu về nguyên lý và triết lý sáng tạo ra Hangu. Tổng cộng 11 tác phẩm bao gồm video, sản phẩm thời trang, đồ mỹ nghệ, đồ gia dụng, đồ họa được sản xuất với chủ đề sự thay đổi của tiếng Hàn trong thời cận đại. Bên cạnh đó, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng diễn ra sự kiện trải nghiệm nghệ thuật viết chữ thư pháp tại Việt Nam do Viện Bảo tàng Hangu Quốc gia tổ chức. Trải nghiệm đã ứng dụng kỹ thuật viết thư pháp hiện đại tinh tế trong quá trình truyền thể chữ Hangu để người tham gia có thể tạo ra tác phẩm Hangu của riêng mình, qua đó cảm nhận được vẻ đẹp của Hangu như một bức ảnh sống động. Vừa qua, chương trình nghệ thuật Sơn Tây miền danh thắng được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Đây là sự kiện do Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP các tỉnh đồng bằng sông Hồng và tôn vinh các giống mít đặc sản Hà Nội năm 2024. Đây là một trong số các hoạt động nhằm hưởng ứng luật thủ đô mới được Quốc hội thông qua với nội dung thúc đẩy bảo tồn và phát triển làng nghề, phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và thu hút du lịch. Thời gian tới, Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật cũng sẽ tích cực đồng hành với các cơ quan trong việc tổ chức các lễ hội, sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản an toàn gắn với phát huy văn hóa bản địa, các vùng miền, địa phương trên cả nước. Thưa quý vị, nhằm tạo không gian sáng tác cũng như khuyến khích các tài năng trẻ, hội họa của Việt Nam phát triển bản thân và dám sáng tạo những cái tôi riêng trong nghệ thuật, nhiều dự án mô hình lưu trú sáng tác được các tổ chức quốc tế tài trợ tại Việt Nam đang dần thu hút sự chú ý và mong muốn tham gia của nhiều họa sĩ trẻ. Đây là một buổi triển lãm tranh của họa sĩ trẻ Trịnh Cẩm Nhi trong khuôn khổ chương trình dự án Việt Nam Art Collection, một chương trình lưu trú sáng tác dành cho các họa sĩ trẻ Việt Nam được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm và khuyến khích phát triển các tài năng hội họa trẻ. Mình ở studio của họ trong vòng 2 tháng và làm việc sáng tác trong vòng 2 tháng. Và thì trong thời gian mình làm việc ở đây thì mình thử nghiệm trên giấy gió và màu nước, mực tàu. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình làm việc trên chất liệu mới này và nó cũng mở mang ra rất nhiều những cái nguồn cảm hứng mới. Các hình thức lưu trú sáng tác từ lâu đã trở thành một phần rất quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp của một nghệ sĩ. Không chỉ cung cấp thời gian và không gian dành riêng để tập trung vào hoạt động sáng tác, mà các chương trình lưu trú còn mang lại cơ hội tiếp xúc với môi trường, ý tưởng mới và các bước thực hành nghệ thuật khác nhau, thúc đẩy cảm hứng. Lưu trú sáng tác cũng tạo cơ hội giao lưu với các tên tuổi lớn trong nghề cho các nghệ sĩ trẻ. Mới đây, đạo diễn trẻ Hoàng Thành Long đã tổ chức họp báo công bố dự án phim mới mang tên Phận Gái, Chuyện của Trang, lấy đề tài người phụ nữ, tuy gặp nhiều sóng gió nhưng vẫn giữ cho mình cốt cách thanh cao cùng lòng hướng thiện. Đây được coi là thử nghiệm mới của đạo diễn trẻ khi cố gắng khai thác một đề tài đã cũ trong điện ảnh theo hướng đi mới với mong muốn đem câu chuyện của nhân vật chính chạm đến khán giả đại chúng. Phận Gái, Chuyện của Trang là câu chuyện xoay quanh nhân vật Trang, thủ vai bởi diễn viên trẻ Ngọc Thủy, do hoàn cảnh xô đẩy, bị bạo hành bởi chồng cũ, bố ruột lâm bệnh nặng, phải lên thành phố kiếm sống bằng những nghề bị xã hội coi thường. Vì vậy, Trang vẫn giữ cho mình lòng tự trọng, hướng thiện và không ngả theo cái xấu. Sau nhiều gian truân, bộ phim kết thúc có hậu với mối tình nảy nở giữa Trang và chàng trai hiền lành tên Long, do chính đạo diễn Hoàng Thành Long thủ vai. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hồng Quân, các diễn viên Jimmy Khánh, Linh Mưu, Lã Bất Đồng. Lúc trước thì mình đã xem trailer rồi. Thật sự là hôm nay khi đến xem một bộ phim gọi là trọn bộ thì mình thấy được rằng là nhiều cái góc khuất của xã hội. Cái câu chuyện này nó sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng về cái góc mà mình chia sẻ đó, cho nhiều người có thêm động lực. Lấy đề tài không mới, thậm chí đã từng có phim truyền hình Quỳnh Búp Bê cùng đề tài rất thành công. Nhưng đạo diễn Hoàng Thành Long đã cố gắng khai thác những yếu tố liên quan đến gia đình, tình yêu của nhân vật nữ chính, qua đó muốn truyền tải thông điệp, mọi hy sinh đều xứng đáng được đền đáp. Nếu một lòng hướng thiện và mong muốn hướng đến cái tốt, thì mọi phụ nữ dù gặp bất trắc trên đường đời đều có thể nhận lại những hạnh phúc chân thành, xứng đáng. Tiêu đề về nghĩ về gái thì nó là một về vấn đề nhạy cảm, nhưng Long hoàn toàn mới, nó nhẹ nhàng lắm, nó không cần phải over, nó cũng không cần phải... Nói thật ra là không cần phải cứ thô tục, cứ phản cảm thì mới là nhạy cảm. Mà đôi khi mình đặt tựa nhẹ một cái vấn đề thật nhưng nó có nội dung, nó có chiều sâu thì khán giả sẽ cảm nhận được cái điều đó. Mình đã bù lại bằng cách là học hỏi, trau dồi, lấy những cái kinh nghiệm bằng cách là quan sát mọi người này, quan sát những cái cô gái trong làng gái ngành này, rồi đọc thêm những cái tài liệu, những cái mảnh đời là họ đã phải trải qua những cái khó khăn gì, vấp ngã ở đâu để mà phải đi vào những cái con đường như thế, để lấy tư liệu thêm, bồi đắp cho bản thân mình để làm nên nhân vật Trang của diễn viên Ngọc Thủy. Bộ phim Phận Gái, Chuyện của Trang dự kiến công chiếu trên nền tảng YouTube từ ngày 22 tháng 7, sau đó sẽ được biên tập thành các phiên bản ngắn phát hành trên các nền tảng khác như Facebook, TikTok. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin văn hóa Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.